Nguồn cơn đợt bùng phát dịch lần này ở Campuchia được cho là từ sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20 tháng 2. 4 người Trung Quốc mắc COVID-19 trốn cách ly khỏi khách sạn ở thủ đô Phnom Penh và đi tới nhiều địa điểm, làm nhiều người bị lây nhiễm. Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Campuchia đã phải phong tỏa toàn bộ thủ đô Phnom Penh ngay trong ngày Tết cổ truyền Chonchanam Thammay 2021, bởi số ca mắc COVID-19 do sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày càng tăng nhanh. Trong khi đó, đợt dịch mới ở Lào xuất phát từ các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Thái Lan. Các ca lây nhiễm mới tại Lào đều có liên quan đến bệnh nhân số 59 ở thủ đô Viêng Chăn, người đã tiếp xúc với hai người Thái Lan nhập cảnh bất hợp pháp vào Lào từ ngày 6 tháng 4 và đưa họ đi chơi rất nhiều địa điểm đông người ở thủ đô Viêng Chăn trước và trong Tết Bun Pi Mai. Chỉ sau 6 ngày kể từ khi phát hiện bệnh nhân số 59, thủ đô Viêng Chăn đã có thêm 242 ca lây nhiễm mới, chiếm 92% số ca nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận trên khắp nước Lào trong làn sóng dịch thứ hai. Không chỉ vậy, tại Viêng Chăn, một số người lấy mẫu xét nghiệm xong nhưng không tự cách ly theo khuyến cáo mà tiếp tục di chuyển đến nhiều nơi, dẫn đến tình trạng gần như mọi nơi ở Viêng Chăn đều có nguy cơ lây nhiễm. Nếu không tính đến các yếu tố từ bên ngoài, sự chủ quan của người dân tiềm ẩn nguy cơ rất cao khiến dịch có thể bùng phát nhanh bất ngờ. Đơn cử như ở Thái Lan, trong đợt Tết cổ truyền Songkran, các hoạt động té nước truyền thống bị cấm nên nhiều người đổ tới các quán bar, các tụ điểm vui chơi ban đêm hay đi du lịch. Kết quả là, theo ước tính, khoảng 40% các ca nhiễm mới trong tháng 4 này ở thủ đô Bangkok có liên quan đến các quán bar hay địa điểm vui chơi ban đêm. Còn ở các tỉnh khác, con số này khoảng 25%. Cũng phải nhấn mạnh là số lượng lớn người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi này không đeo khẩu trang, vì quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng chỉ vừa được áp dụng vài ngày nay khi số ca nhiễm trên cả nước Thái Lan vượt mốc 50.000 người.